Vâng, chào mừng toàn thể quý anh chị đã quay trở lại trên kênh YouTube Lê Hiệp Bất Động Sản, chuyên nhà đất thành phố Dĩ An và thành phố Thuận An của tỉnh Bình Dương. Trong video ngày hôm nay, em xin giới thiệu tới toàn thể quý anh chị một căn nhà được xây dựng thiết kế một trệt và hai lầu, đúc 3 tấm kiên cố, có vị trí ngay tại khu dân cư Phương Thịnh thuộc phường Bình An của thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Thì chia sẻ với quý anh chị, nhà này hiện tại có đường trước nhà là đường nhựa, đường quy hoạch lộ giới là 13m. Đường thông hình bàn cơ, vỉa hè hai bên là 3m nha quý anh chị. Đường rất là rộng rãi, xe cộ qua lại rất là thuận tiện. Thì xung quanh này hiện tại nhà cửa dân cư đã về đây xây dựng ở rất là đông nha quý anh chị. Từ đây thì căn nhà này gần với vị trí là đường quốc lộ 1K, đường DT743A, giúp cho mình dễ dàng di chuyển thuận tiện về các hướng của Big Siêu Thị, Big Sigo, trung tâm hành chính Dĩ An hay là thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh một cách thuận tiện và dễ dàng. Và kế bên đây là làng đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh nha quý anh chị, rất là gần với những địa điểm lớn. Thì quay trở lại với căn nhà này, nhà này được xây dựng thiết kế trên tổng diện tích sử dụng đất là 66,5m², ngang 4 và dài 16,5m nha quý anh chị, rất là đẹp, rất là rộng, nhà xây dựng theo mẫu hiện đại. Thì bây giờ em cùng mời toàn thể quý anh chị cùng em tiến vào bên trong căn nhà để tham quan mẫu thiết kế này như thế nào. Nhà được lắp ráp 4 cánh cửa chính là nhôm kính sinh pha nha quý anh chị, một trong những mẫu cửa quốc dân đang được sử dụng hiện tại rất là nhiều. Và bên ngoài có thêm một lớp cửa cuốn để bảo vệ chắc chắn cho gia đình mình. Nhà này được thiết kế bao gồm một phòng khách, một bếp, 3 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh, một sân phơi, một phòng thờ nha quý anh chị. Rất là rộng rãi cho gia đình mình, có từ 3 đến 4 người. Rất là rộng rãi. Nhà này đầy đủ về bếp nóc thì rất là đầy đủ cho nhà mình để nấu nên những bữa ăn ngon. Thì hiện tại sổ hồng riêng là chính chủ và là hoàn công đầy đủ nha quý anh chị. Nhà rất là đẹp, nhà còn mới. Nhà ở sau là có một lối thoát hiểm được nha anh chị. Vâng, và hiện tại với tổng diện tích sử dụng đất là 66,5m², ngang 4 và dài 16,5. Thì nhà này hiện tại đang có giá bán là 5 tỷ 500 triệu, sổ hồng riêng chính chủ, có thương lượng, có hỗ trợ vay ngân hàng. Thì nếu đợt này quý anh chị đang tìm kiếm nhà ở khu vực thuộc khu dân cư Phương Thịnh thuộc phường Bình An của thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, rất mong được quý anh chị ủng hộ và liên hệ em theo số điện thoại 0974 313 794 để em hỗ trợ thêm đầy đủ thông tin liên quan đến căn nhà này. Và anh chị đang tìm kiếm ngoài ra khu vực của Dĩ An, em cũng có rất là nhiều sản phẩm để mời quý anh chị tham khảo. Em xin chân thành cảm ơn.